đã có nơi đây bà ơi. Không lo bệnh đến lòng châu đây rồi. Chẳng lưu tư gì nữa vì có lòng châu sẽ luôn bên cạnh giúp bạn bớt u sầu. Sống luôn vui khỏe để cảm thấy yêu đời. Lòng châu mời bạn tới. FPT Long Châu, thành viên tập đoàn FPT, một trong những nhà thuốc uy tín hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống hơn 300 nhà thuốc trên 50 tỉnh thành, chuyên cung cấp thuốc tốt chính hãng, giá tốt và luôn đầy đủ thuốc kê đơn của các bệnh viện lớn, ưu đãi đồng loạt giảm ngay 10% với chóp chót. Nhà thuốc phục vụ giao hàng tận nhà. Bà con cần thuốc hãy gọi ngay 1800 6928 hoặc đến nhà thuốc Long Châu gần nhất để được phục vụ nhé. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình của Đài Phát thanh thành phố Bắc Giang. Chương trình do Thanh Bằng biên soạn cùng các phát thanh viên Bình Tâm, Đăng Thắng và kỹ thuật viên Thanh Bình thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.